Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn đang có ý định chọn ngành xét nghiệm y học cho tương lai của mình, thì hiện tại bạn đã thực sự hiểu rõ ngành xét nghiệm y học là gì hay ra trường làm gì hay chưa? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giúp các bạn có quyết định chính xác nhất. Anh Lý Đức Long, năm nay 28 tuổi, đã có 6 năm gắn bó với công việc của một bác sĩ xét nghiệm tại phòng xét nghiệm Viện Lão Khoa Trung ương. Với mong muốn được chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, đặc biệt là giúp cho người bệnh có cơ hội được phát hiện mầm bệnh từ sớm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, anh Long tiếp tục học thêm cao học chuyên ngành kỹ thuật y học, một ngành học hoàn toàn khác so với chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học. Lý giải cho sự thay đổi này, theo anh Long là do hiện nay vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân không chỉ đơn thuần tập trung vào việc chữa bệnh mà còn tập trung vào công tác phòng bệnh. Và xét nghiệm y học tất yếu đã trở thành một trong những lĩnh vực không thể thiếu trong ngành y tế. Thì theo đúng chuyên ngành hiện tại của tôi là làm khoa xét nghiệm, thì hàng ngày chúng tôi được tiếp xúc với cả nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại và cũng phân tích các chuyên ngành về xét nghiệm về máu và các dịch cơ thể. Đó cũng là một niềm vui trong nghề nghiệp của chúng tôi. Với sự phát triển của y học hiện đại ngày nay và sự phát triển của khoa kỹ thuật y học nói riêng, thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia và tìm tòi, học hỏi, học tập và dễ dàng tìm được các việc làm ở các bệnh viện lớn. Cận lâm sàng cũng đang được quan tâm và chú trọng. Với cơ sở hạ tầng của các bệnh viện lớn thì các bạn sẽ dễ dàng được tìm được cơ hội ở trong các bệnh viện lớn. Còn đối với Khương Thị Thanh Tâm, cô sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, 6 tháng thử việc tại khoa xét nghiệm Viện Lão Khoa Trung ương thực sự là những trải nghiệm vô cùng quý giá khi được trực tiếp thực hành những kiến thức mà cô đã được học ở trên giảng đường đại học. Công việc hàng ngày của Tâm là nhận mẫu định phẩm từ các khoa, bệnh nhân nội trú khám bệnh từ bệnh viện, sau đó đem chia phân tích, trả kết quả cho bệnh nhân. Nghe qua thì tưởng như rất đơn giản, thế nhưng mỗi công đoạn trong xét nghiệm lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận rất lớn từ bác sĩ, vì chỉ một sai sót dù rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm, ảnh hưởng rất lớn đến việc bắt bệnh và điều trị sau này. Đối với các bạn trẻ mà đang có mong muốn theo học ngành xét nghiệm thì mình khuyên các bạn đó là nên tìm hiểu trước một chút về ngành nghề và nên chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt để có thể thi đỗ cũng như là có định hướng về nghề nghiệp sau này. Để làm được công việc này thì trước hết là chúng ta cần phải được đào tạo bài bản về xét nghiệm. Sau đó chúng ta chỉ cần phải có cái tính rất là kiên trì và rất là tỉ mỉ cho công việc thì mới có thể... Bởi vì công việc này liên quan đến về mặt kỹ thuật nên chúng ta phải rất khéo léo và làm việc cẩn thận để không bị nhầm lẫn. Được xem là một trong những ngành học có tính ứng dụng cao trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại và không thể thiếu trong các cơ sở y tế, ngành xét nghiệm y học đang thể hiện sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ hiện nay, nhất là trong thời điểm khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Phòng bệnh trước khi chữa bệnh thì vai trò của bác sĩ xét nghiệm lại càng được khẳng định. Trong công tác khám chữa bệnh, xét nghiệm y học giúp bác sĩ loại bỏ được những nghi ngờ trong việc chẩn đoán những căn bệnh như viêm gan B, tiểu đường với độ chính xác cao, mang lại hiệu quả điều trị đối với bệnh nhân. Do vậy, yêu cầu đầu tiên đối với một bác sĩ xét nghiệm chính là chuyên môn vững vàng. Để làm việc ở trong các cái cơ sở về xét nghiệm y khoa nói chung, thì các bạn cần phải học qua các cái về chuyên ngành về xét nghiệm. Ví dụ thấp nhất là khối trung cấp, cao hơn là khối cao đẳng kỹ thuật y học. Và hiện nay Đại học Y Hà Nội đã đào tạo khối cử nhân kỹ thuật y học. Để làm ở trong cái khối xét nghiệm y học ấy, thì thứ nhất, người học thì phải có một cái yêu nghề về lĩnh vực y học nói chung. Tại vì dù sao là xét nghiệm nhưng mà các cái xét nghiệm là phục vụ bệnh nhân, vì vậy người ta phải có một cái khái niệm về ngành y. Tuy nhiên để làm xét nghiệm y học thì người theo đuổi cái chuyên ngành này thì phải có cái tố chất, thứ nhất là người ta phải có cái tính rất là cẩn thận và có cái liên tục học hỏi trong quá trình làm việc. Trong cái ngành kỹ thuật y học của tôi thì hiện nay có rất nhiều các chuyên khoa đang phát triển như huyết học, vi sinh, giải phẫu bệnh, hóa sinh. Và với cái y học mà đang phát triển bây giờ, các bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để các bạn tham gia học hỏi và các bạn có nhiều cơ hội để phát triển và tìm việc làm ở trong các bệnh viện lớn. Công tác khám và chữa bệnh không chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng mà còn căn cứ trên các xét nghiệm cận lâm sàng.
Vì thế, vai trò của xét nghiệm y học trong công tác khám chữa bệnh thật sự là then chốt. Ngoài các vị trí công việc tốt tại các cơ quan như Viện Xét nghiệm Tuyến Trung ương, Phòng Xét nghiệm tại các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Trung tâm Y tế Dự phòng cấp tỉnh, huyện, bạn trẻ tốt nghiệp ngành này cũng có thể tham gia vào các cơ quan tổ chức có hoạt động xét nghiệm liên quan đến môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Với những ai yêu thích nghiên cứu và học lên chương trình sau đại học, các bạn có thể tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về khoa học sức khỏe với thu nhập tương đối ổn định. Khi các bạn đã theo đuổi cái ngành này thì các bạn sẽ có cái cơ hội phát triển cả về mặt chuyên môn, và những cái bạn nào mà có các cái năng lực kèm theo, ví dụ như là về mặt quản lý cũng như là về mặt giảng dạy, thì cũng có cái cơ hội. Vì hiện tại như ở khoa xét nghiệm Bệnh viện Lão Khoa Trung ương chúng tôi thì là một cái cơ sở thực hành của Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Hà Nội, khoa hóa sinh cũng như là khoa kỹ thuật y học thường xuyên là gửi các cái học viên, các cái đối tượng sang bệnh viện khoa xét nghiệm của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương để thực hành. Và cái như vậy là các cái cơ hội các bạn để tham gia vào giảng dạy thực tế cho các cái đối tượng, các cái thế hệ phía sau cũng rất là tốt. Thì những cái bạn nào mà có những cái năng lực như vậy thì có thể tham gia các cái đối tượng như là giảng viên kiêm nhiệm tại Hà Nội. Thì tôi cũng mong là các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự phát triển cả về mặt chuyên môn cũng như là các cái hướng phát triển khác. Thống kê nước ta có khoảng 80 bệnh viện đa khoa tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế và gần hàng trăm bệnh viện đa khoa tỉnh, khu vực, bệnh viện chuyên khoa. Cùng với đó, các cơ sở y tế tư nhân như bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư nở rộ trong thời gian gần đây cũng mở ra nhiều cơ hội cho những bạn trẻ theo học ngành xét nghiệm y học. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay xu thế theo học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe đang được các bạn trẻ lựa chọn khá nhiều. Nguyên nhân do nguồn nhân lực đang rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Cùng với sự phát triển như hiện nay, chuyên ngành xét nghiệm y học hứa hẹn sẽ là một ngành phát triển và được các bạn trẻ lựa chọn nhiều trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về nghề, xin vui lòng liên hệ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trên trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ tuyển sinh.gdnn.gov.vn hoặc trong ứng dụng chọn nghề dùng cho thiết bị di động.